Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 chủ nhật và bây giờ là 5 giờ 30 chiều. Tí vừa mới đi tắm biển về, lạnh quá. Tại vì hôm nay cứ tưởng là biển ấm á, không có mang theo cái áo giữ nhiệt á, nên là cởi trần tắm biển. Quá lạnh. Trên người toàn muối không. Bữa tí có nói với cả nhà là tí đi tắm biển là tí không bao giờ mà tí tắm nước ngọt lại á. Ở bên đây họ ngộ lắm, ở đây họ xách cái bình tông nước á, cái bình mà để hứng nước uống á. Họ xách cái bình đó họ dập xối đến người luôn, ở ngoài đường luôn, nhưng mà đó thì là vậy á. Bên đây họ không có cái họ cũng có những cái vòi nước, nhưng mà vòi nước nó gần cát á, xả nước xong rồi cái cũng có đi bộ trong cát cũng dính y chang vậy à. Cho nên là nhiều người có cái bình tông nước á, họ giống như là họ để ở bên trong xe, ở đằng sau xe rồi họ tắm sau khi mà tắm biển. Tắm biển xong giờ đói quá, giờ kiếm gì ăn. Thì cái nhật ký ngày hôm nay ngày 3 tháng 4 thì chiều chủ nhật thì tí muốn tâm sự với cả nhà một vài chuyện mà tí nghe được từ người khác. Cái chuyện thứ nhất là tí nhớ là đó là cái chuyện mà cái sự hợp tác của những cái người mà làm bảo vệ hay là làm quản lý một cái tòa nhà, ví dụ như căn hộ chung cư hay là nơi công cộng chẳng hạn. Thì nó như thế này, có một cái bạn đó, bạn làm shipper, thì là shipper bên đây nè, thì Uber hay DoorDash thì mình không biết nữa, nhưng mà bạn đến một cái căn hộ mà thường căn hộ bên đây, nếu mà nói chung cư thì nó không phải chung cư cao tầng như bên Việt Nam mình, nó là chung cư cái dạng như là nhiều cụm nhà ở trong cái hàng rào. Thì đôi khi mọi người khách cũng như không nghe được điện thoại, khách quên hay là khách như khách đang tắm hay khách đi ị hay như thế nào đó để điện thoại khách không nghe, thì lúc mà ship đến thì liên lạc khách thì không được. Mà thường thường vô mấy chỗ đó thì là khách còn quên ghi căn hộ số mấy nữa. Cho nên là cái giải pháp cuối cùng của mình là mình sẽ đi lên cái chỗ mà gọi là quản lý căn hộ á. Chúng ta đi vô quản lý căn hộ, chúng ta hỏi cái người quản lý là có cái khách đó tên đó order cái này, nhưng mà khi tôi ship đến thì khách không có nghe máy, mà khách cũng không có để cái số nhà. Thì cái em đó nói là, em đó nói với lại cái chỗ quản lý căn hộ là bây giờ tôi có thể để cái món đồ ở đây, rồi đến lúc mà tôi nhắn tin cho khách rồi khách tự lên đây lấy được hay không. Thì mọi người biết là cái người mà quản lý căn hộ, cái văn phòng quản lý căn hộ nói là ở đây tụi tôi không có giữ đồ của khách thuê căn hộ. Làm cho mình nhớ lại cái chuyện hồi xưa lúc mà mình còn ở Việt Nam á, thì mọi người cũng biết là ở Việt Nam á, là thường thường á là khi mà mình đến cái căn hộ nào đó hay là khu vực chung cư nào đó hay là bất cứ cái nơi công cộng nào đó thì cũng có cái văn phòng bảo vệ hay là văn phòng quản lý, thì mình chỉ cần nói với họ là trong cái khu chung cư này có cái người tên vậy họ muốn tôi ship cái này nhưng mà họ không có nhà. Thì thường thường là mấy bác bảo vệ ở Việt Nam mới rất là dễ thương, mấy bác bảo vệ hay nói với những người shipper là để tôi giữ cho, rồi ghi anh ghi lại cái tên với lại cái số điện thoại để cho tôi biết là anh thuộc cái công ty nào, ship tới cho khách nào ha, để lại số điện thoại của anh luôn để có chuyện gì rồi tụi tôi còn biết là phải gọi cho anh đó. Mọi người thấy là cái tình người á, với lại cái sự hợp tác của người Việt ở bên mình ở trong nước nó rất là cao. Tại vì thường là chúng ta thấy là khi mà mình quản lý căn hộ thì những cái người mà trong cái căn hộ đó trả tiền cho mình để mình quản lý mà, thì họ đôi khi sống trong cuộc sống đâu phải ai cũng hoàn hảo, ai cũng nhớ hết đâu. Cho nên cái chuyện mà một cái người mà họ quên một cái việc gì đó thì nó là bình thường, rất rất là bình thường luôn. Mà nó không hiểu tại sao cái người ở bên đây họ rất là lạ ha. Đôi khi cái anh shipper đó anh nói là đôi khi họ cũng nói càng luôn. Họ nói là anh shipper đó đôi khi anh cũng càng luôn. Anh nói là bây giờ căn hộ chung cư của mấy người á là khách ở đây họ order đồ nhưng mà họ không có để lại cái số căn hộ, họ cũng không có nghe điện thoại. Bây giờ mà mấy người không có cho tôi không có chỉ tôi căn hộ đó, căn hộ số mấy, và cũng không cho tôi để đồ ở đây, thì tôi để ở đây luôn, tôi chụp hình lại và tôi thông báo với khách là
tôi sẽ nhắn tin với khách là tôi sẽ để ngay văn phòng này nọ. Thì đôi khi mà mình làm dữ với tụi nó thì tụi nó cho. Mà nhất là những cái shipper mà người châu Á sống ở tại Mỹ á, là càng bị kỳ thị chủng tộc nữa. Tức là shipper châu Á sống ở tại Mỹ thì thường thường á, là mà cái như văn phòng quản lý căn hộ chung cư ở đây mà thấy người châu Á là làm khó dễ đủ thứ á, nói chung là làm khó dễ. Không biết là shipper mà người châu Âu hay da trắng á, thì á, hay là những cái chủng tộc khác sao, nhưng mà cứ hễ thấy châu Á là nó ăn hiếp. Ngộ vậy đó mọi người, rất là ngộ. Rồi xong rồi còn có những trường hợp, có những cái chuyện bên đây nó rất lạ. Căn hộ bên đây á, có khi là có nhiều tầng đúng không, ví dụ 5 tầng thì làm mỗi tầng có một cái mã số riêng, mà nhiều khi khách không phải khách nữa, khách ở tầng 5 đi, ví dụ khách ở tầng 5 đi, khách không có cho mình cái số, cái xong cái mình cũng nhờ những người tầng 1, tầng 2, tầng 3 mở giùm mình. Nhưng mà ngộ lắm mọi người, bên đây sống ngộ lắm, nó không có tự do. Những cái người tầng 1, tầng 2, tầng 3 rất là sẵn lòng giúp, nhưng mà lên tầng 5 cái họ nói là ồ vậy là mỗi tầng số khác nhau. Mọi người thấy lạ không? Sống ở đất nước tự do mà cái người tầng 1 cũng là cùng chung chung cư luôn, mà cái người tầng 1 không được lên tầng 5 à, rất là lạ. Trong khi ở chung cư ở Việt Nam mình không có chuyện đó nha, tầng mấy cũng lên được hết đó, nhưng mà quan trọng là mình không có được xâm phạm những cái quyền tự do, hay là quyền, nói chung là những cái quyền mà như thế nào đó đối với cái chỗ mà mình gọi là tham dự, tham gia tức là nói chung là tới cái chỗ nào đó mà mình cần phải có công việc cần phải sử dụng cái mình hôm nay mình qua mình thăm anh đại gia này, bây giờ mình đang ngồi ở ngoài xem nói chuyện chút rồi xong mình vô mình gặp ảnh, à tại có một chuyện về làm trang trí nội thất thì mọi người cũng thấy là cái chuyện đó rất là kỳ. Mình rất là khó hiểu là tại sao sống ở một cái nước tự do nhưng mà những cái chuyện như là người chung cư của tầng 1 thì không có giúp được mở đi vào dãy tầng 5. Nó rất là lạ mọi người. Nên là tí thấy nó có hai cái chuyện đó. Rồi nói chung là những cái nhật ký thường thường là tí sẽ kể những cái chuyện nó không đâu vào đâu hết. Nhưng mà đó là những cái chuyện mà nó rất là lạ. Thì ngoài ra nó có những chuyện như thế này. Là khi mà mình trong cuộc sống mà, khi mà mình nói xấu về Việt Nam á, mình phải nói nó có căn có cơ. Ví dụ như những cái chuyện sau đây, mọi người hay nói là người Việt Nam ăn ở dơ bẩn, người Việt Nam ăn ở lụm thụm, người Việt Nam không có ngăn nắp vệ sinh. Dạ xin thưa với cả nhà mình ở Việt Nam và những cái cô bác ở bên Mỹ luôn, tí khẳng định một chuyện là nó rất là khó mà đánh giá cái tình hình mà người Mỹ ở bên đây. Nhưng mà nhìn qua những cái cục diện mà tí đi mua sắm ở đây á, thì tí có nhận xét như thế này. Không biết là do tự do thái quá nên đâm ra người dân ở xứ sở cờ hoa họ trở nên lười biếng và họ trở nên rất là bừa bộn hay không. Thì hầu như á, những cái nơi mà tí đi vào mua sắm á, thì tí thấy là người ta vô đó người ta lục lọi, người ta mở banh ra rồi trái cây người ta lựa, người ta quăng dập hết. Mình thú thật với cả nhà là tí lớn lên ở Việt Nam tí biết cái chuyện này. Chúng ta không có chuyện này xảy ra ở nước Việt Nam. Bởi vì ở nước Việt Nam á, là người ta mà mua những cái món đồ gì á, là người ta quyết định mua á, là người ta sẽ mua. Và người ta sẽ quyết định rất là kỹ càng và người ta sẽ hỏi thăm, tức là nói chuyện á, nói chuyện để cho ra ngô ra khoai á, rồi mới mua cái món đó. Chứ không phải là lục tung món đó ra bới tìm rồi xong rồi xóc sổ rồi xong rồi cái rốt cuộc không có mua. Để lại một đống, một bãi chiến trường như bên đây. Còn trái cây á, ở bên mình á, thử mà vô cái hàng trái cây của người ta mà lựa, mà làm dập quăng từ lưa như ở bên đây á, thì hả, ở bên đó là những cái chủ sạp trái cây họ không chịu. Tức là trái cây mà đã vô sạp rồi á, thì mình chỉ lựa, mình lựa nhẹ nhàng, mình cầm lên, mình để xuống. Còn bên đây á, mọi người biết không, nó quăng mà nó làm tày quầy luôn á. Nói chung là tí sang bên đây sống tí thấy là người bên đây rất làm cho tí rất là mất cái hình tượng á, mất hình tượng nước Mỹ á. Tí phải nói là tí sống 2 năm mấy, tí muốn tìm ra một cái gì đó nó đẹp đẽ ở cái xứ này để mình còn có cái để mình về Việt Nam mình kể cho mọi người nghe. Mà tí thấy bên đây càng ngày càng làm cho tí cảm thấy nó lạ, một cái xứ sở rất là kỳ lạ. Còn cái sự mà không ngăn nắp nữa thì thôi rồi, ở cái khu mình ở đôi khi mình không nói là nó như thế nào, nhưng mà có những cái chỗ
Mình không hiểu tại sao mà ở trong nhà của người ở xứ sở cờ hoa đây á, họ để rất là nhiều đồ đạc mà họ chất đống, họ không có giục, mà họ cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Mình nghĩ chứ, đồng ý là mình ở trong nhà nghèo đi, nhưng mà mình sắp xếp gọn gẽ nó vẫn 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 hay hơn chứ. Tại sao cứ cứ cái quan niệm là nhà nghèo thì cần phải chất đồ như vậy, vậy thì mới biết cho nhà mình nghèo ta. Mình cũng không hiểu lắm, tại vì tí đã từng sống ở nhà nghèo mà tí biết mà. Tuy nhiên mình nghèo nhưng mà áo sạch áo rách phải giữ lấy lề, sách áo tức là rách phải giữ lấy lề chứ, đâu có kiểu mà rách rồi xong rồi xé toang toang boang cho mọi người biết là mình rách. Không lẽ lấy cái đó để khai sổ hộ nghèo ở bên 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 đây để đi xin tiền trợ cấp ta. Đó thì nó có những cái, tức là còn nhiều chuyện để nói về vấn đề mà bừa bộn ở bên đây lắm. Thì tí chỉ nhớ ở cái chuyện là đi siêu thị thì thấy họ lục lọi, rồi đi những cái shop thời trang họ lục lọi, họ cởi đồ, họ quăng, rồi họ thử đồ, rồi nó đủ thứ hầm bà lặng, rất là mắc cười bên đây. Nên là tí chỉ nhớ một vài chuyện về cái bạn shipper và những cái chuyện bừa bộn ở trong siêu thị, trong cửa hàng thời trang ở đây, tí kể cho mọi người nghe. Anh chị em nào còn biết chuyện gì thì kể bổ sung bên dưới giúp tí nha. Anh chị em nào sống ở xứ sở cờ hoa với tí á thì kể xuống bên dưới tí cho cả nhà mình ở bên Việt Nam đã biết được một cái thiên đường nó rất là lạ ha. Rồi bây giờ tí phải vô gặp anh đại gia khách hàng rồi, nên là hẹn gặp mọi người ở clip sau. À, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tí trong những cái clip mà tí làm về nước Nga và ủng hộ nước Nga trong công cuộc mà thanh trừng phát xít ra khỏi đất nước mình ha. Trong cuộc thanh trừng phát xít ra khỏi nước ra khỏi châu Âu đi để lập lại hòa bình. Nói chung là tí cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tí rất là nhiều. Tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà nhớ nhấn like, nhấn subscribe với đăng ký và bình luận soi nổi giúp cho tí nha. Cho tí đề xuất, bữa giờ mất đề xuất quá trời. Bye cả nhà.